Xin chào tất cả các bạn, hiện nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với cái tựa game Hành Trình Bất Tận của nhà phát hành Hồng Hà Game phát hành tại Việt Nam nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game RPG kết hợp yếu tố roguelike vô cùng hấp dẫn, sẽ mang đến cho tất cả các bạn những cái màn chơi dồn dập và đòi hỏi cho mình những kỹ năng vô cùng cao với hàng trăm loại quái vật đáng gờm khác nhau. Và đòi hỏi, tựa game này đòi hỏi tất cả các bạn phải di chuyển liên tục trong những cái hầm ngục, đóng vai trò là một cái anh hùng đơn độc chiến đấu với vô số những cái lũ quái vật. Và những cái con boss nguy hiểm sẽ mang đến cho bạn một cái trải nghiệm cực kỳ thỏa mãn. Cùng với đó là đồ họa thì lại vô cùng đẹp mắt, cùng rất là nhiều cái chế độ chơi khác nhau sẽ mang đến cho tất cả các bạn một cái hành trình phiêu lưu không hồi kết. Thì một khi bạn đã bước chân vào cái thế giới của cái tựa game này rồi, thì về tổng quan thì đồ họa của tựa game này thì lại khá là bắt mắt. Hành Trình Bất Tận Mobile sẽ sở hữu cho mình một cái đồ họa 3D khá là sắc nét và chi tiết. Thì cái tựa game này đã chú trọng nên cái việc xây dựng nên nhiều bối cảnh khác nhau để mỗi cái trận chiến đều mang đến một cái sự hấp dẫn. Tất nhiên là 10 tầng khu vực là 10 cái kiểu địa hình khác nhau. Và các vùng đất mới sẽ được bao phủ bởi mây đen, sẽ khiến cho tất cả các bạn game thủ phải tò mò khám phá cho bằng được. Thì điểm nhấn lớn nhất của cái tựa game này là về mặt hình ảnh ở trong tựa game, theo mình thấy là nằm ở những cái phản xây dựng lũ quái vật với rất là nhiều cái chủng loại, mỗi loại sẽ có một cái cách đánh riêng. Những combo thì được thiết kế lại vô cùng to lớn và đáng sợ hơn, sở hữu những cái chiêu thức đúng với đặc điểm của chủng loài của nó như quái vật, cẩu hù. Và tất nhiên tất cả chúng sẽ tấn công bạn nha các bạn, bằng rễ cây hoặc là bằng bong bóng hoặc là bằng bóng ma, sẽ xuất hiện khả năng dịch chuyển tức thời. Thì số lượng nhân vật ở trong cái tựa game này thì khá là khiêm tốn, với chỉ có 3 lớp nhân vật thôi nha các bạn, để cho bạn lựa chọn. Thứ nhất là lớp xạ hữu, thứ hai là lớp phù thủy và thứ ba là lớp chiến binh. Thì bạn cũng không thể tùy chỉnh thêm gì ở từng nhân vật. Thì mỗi nhân vật sẽ có cho mình những cái phong cách chiến đấu riêng biệt. Thì xạ hữu sẽ thiên về sát thương diện rộng, phù thủy thì có thể chịu hồi sói để hỗ trợ chiến đấu, còn chiến binh thì có các kỹ năng khống chế khác nhau. Thì hệ thống bồi dưỡng của nhân vật ở trong cái tựa game này cũng không quá ấn tượng, khi mà bạn chỉ có thể nâng cấp trang bị hoặc mở khóa những cái bộ cánh để gia tăng thêm cho mình những cái chỉ số. Thì để ưu lại cho số lượng nhân vật khiêm tốn, game cung cấp cho tất cả bạn người chơi hệ thống đồng hành vô cùng hấp dẫn, giúp cho tất cả bạn game thủ có thêm sự lựa chọn khi tất cả các bạn chiến đấu. Nhìn chung thì cái phần nhân vật ở trong game thì được xây dựng tương đối nhạt nhòa, không để lại ấn tượng gì sâu sắc. Về lối chơi tựa game này thì đây là một cái lối chơi thuộc dạng nhập vai MMORPG, thuộc dạng mô phỏng nha bạn. Ở phiên bản hiện tại thì trò chơi sẽ mang đến cho tất cả các bạn 10 cái khu vực trò chơi khác nhau. Thì với mỗi khu vực là trải dài cho mình những cái hàng chục ải với đầy các thử thách cam go mà bạn phải vượt qua nếu muốn tiến đến tầng tiếp theo. Cơ chế chiến đấu ở trong cái tựa game này thì tất nhiên sẽ đòi hỏi bạn phải nhanh tay lẹ mắt một chút, chủ yếu xoay quanh việc di chuyển và tấn công mục tiêu trong phạm vi bản đồ vô cùng nhỏ hẹp. Tại đây thì tất cả các bạn người chơi sẽ phải di chuyển liên tục để tránh các đòn tấn công từ phía kẻ địch. Và tất nhiên thì nhân vật của bạn sẽ tự động tấn công, nhưng mà chỉ tấn công khi các bạn đứng yên thôi nha các bạn. Và điều này sẽ khiến cho bạn game thủ phải tính toán liên tục và kỹ lưỡng xem đâu là thời điểm thích hợp để có thể dừng lại tấn công. Vì nếu chọn sai thời điểm thì bạn sẽ bị trúng đòn của địch. Thì càng về sau thì lũ quái vật sẽ càng mạnh và chiêu thức của chúng cũng sẽ khó né hơn. Vì vậy bạn phải thật tập trung nếu như không muốn chết, hoặc là phải cài ải lại từ đầu. Thì cứ vượt được
Qua một khoa ải, bạn sẽ nhận được một trong ba nâng cấp bất kỳ. Ngoài ra, ngoài cái nhiệm vụ hệ thống vượt ải chính tuyến thì cái tựa game này còn có thêm rất là nhiều các hoạt động khác để cho tất cả các bạn game thủ trải nghiệm, như là hoang vực vô chủ, mộng cảnh bất tận, kho báu viễn cổ. Bạn sẽ được săn boss mệt nghỉ và thu về vô số tài nguyên giá trị. Còn nếu bạn thích chọn nhau thì luôn có một cái chỗ trường khốc liệt đang chờ đợi bạn với hàng trăm người chơi tay to để cho tất cả các bạn đỏ sức. Bên cạnh các hoạt động vô cùng đa dạng, hệ thống hút lợi trong game mobile, hành trình nhắn thành tinh bất tận cũng cực kỳ hấp dẫn với quà tân hữu 7 ngày, xem video nhận quà khiến cho bạn game thủ trở thành thiên đường của nhân cài chai. Thì nhìn chung thì tựa game này vẫn còn một vài nhược điểm, nhưng mà hành trình bất tận mobile thì xứng đáng để cho bạn trải nghiệm nếu bạn là một fan cứng có thể loại nhập vai và có nhu cầu luyện cơ tay. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các game code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code cho nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập game code thì các bạn nhấn vào avatar của mình. Thì đó thì bạn kéo xuống và nhấn vào phần mã đổi và tiến hành nhập game code. Code thứ nhất như sau: game lớn 77. Thì đây là code thứ nhất nha các bạn. Có là Gimlet 77, Gimlet 37 là code thứ nhất. Code nhất là Gimlet 77, Gimlet 37. Thì đây là code cũ còn hàng sử dụng mình muốn chia sẻ thêm cho bạn. Đó thì bạn nhấn xác nhận để nhận quà. Nó để đỏ thành công là đã nhận thành công. Sau đó thì các bạn quay trở về và các bạn vào hòm thư để nhận quà. Thì code này sẽ hưởng được các quà như sau: quặng sao số lượng 100, kim cương số lượng 200. Thì đó là tất cả các phần quà của code thứ nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái gift code thứ hai. Gift code như sau: boy 808. Thì đây là code thứ hai nha bạn. Gift code là boy 368. Boy 808 là cái gift code thứ hai. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng mình muốn chia sẻ thêm cho bạn. Thì đến qua thì các bạn quay trở về hư. Code này sẽ hưởng được quặng sao số lượng 40, 188 ngọc và 18.888 vàng. Bây giờ chúng ta còn đến với code thứ ba. Code như sau: boy to bone. Đây là code thứ ba nha bạn. Chúng có là boy to bone. Boy to bone là cái code thứ ba. Sau đó thì bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Thì đây là cái code cũ còn hạn sử dụng nha các bạn. Nó để đỏ thành công là đã nhận thành công. Thì có ba này sẽ nhận được 200 vàng sao, 300 kim cương và 10.000 vàng. Có thứ tư. Có như sau: boy VN 808. Thì đây có thứ tư nha bạn. Có là boy VN 808. Boy VN 368. Thì đây là code cũ còn hạn sử dụng mình muốn chia sẻ cho bạn nha bạn. Thì có này sẽ nhận hưởng được những cái phần quà như sau: quặng sao số lượng 200, bố vạc hường số lượng 2, 300 kim cương và 10.000 vàng. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với code kế tiếp: boy 2022 boy. Thì đây là code kế tiếp nha các bạn: boy 2022 boy. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn: boy 2022 boy. Thì cái này sẽ nhận hưởng được những cái phần quà sau: 200 vàng sao, 10 cái bố bạc hường, 300 kim cương và 10.000 vàng. Bây giờ chúng ta cùng đến với code kế tiếp. Code này sau: fan s 300. Thì đây là code mới nha các bạn. Hiếu code là fan s 300. Thì đây là code mới. Bạn nào chưa biết thì các bạn có thể nhập nha các bạn. Thì đây là code mới của cái tựa game này, fan s 300. Thì code này sẽ nhận hưởng được những cái phần quà như sau: 3 cái búa bạc hiếm, 100 kim cương và 10.000 xu. Ok, giờ mình sẽ nhận hết tất cả 6 giúp phần quà của tất cả code. Thì đây là tất cả các phần quà của code nha các bạn. Tổng cộng là sẽ có 6 code.
khi nào có hiện code mới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì ở trong video trước thì mình cũng có chia sẻ 6 code, nhưng mà video đó thì có một cái code khách hàng nha các bạn, là Happy chính là bị khách hàng. Hiện giờ thì mình chia sẻ thêm cho các bạn cái code mới nha các bạn, là FanEarth300. Ok, thì giờ thì mình sẽ mở code trên màn hình. Thì tổng cộng là sẽ có 6 code nha các bạn. Khi nào có thêm code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập có thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn cùng biết của nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.